Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của TechHow. Và trong video này, TechHow xin hướng dẫn cho các bạn các mod hình nền sẵn đấu hạng Liên Quân mùa 11. Thì như các bạn thấy, mùa 11 này thì hình nền sẵn đấu hạng là của vị tướng Liên Đích. Đây là skin Liên Quân, nhìn rất là đẹp phải không các bạn? Mình thấy đây là skin đẹp nhất trong các mùa. Và không dài dòng nữa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các mod hình nền sẵn đấu hạng này thay đổi một cái hình nền khác. Thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình một tấm hình HD. Các bạn có thể tải ở trên mạng về hoặc là các bạn có thể tự chụp. Và cái thứ hai thì các bạn cần tải cho mình một cái ứng dụng mang tên quản lý file. Các bạn có thể lên Search và Play để tải về. Các bạn nhập tìm kiếm là quản lý file. Và ngay cái ứng dụng đầu tiên, nó có tên là quản lý file, ở dưới là Mobi Asustec Computer. Các bạn chỉ cần click vào cài đặt để cài đặt ứng dụng. Thì nếu như trên điện thoại của các bạn đã có ứng dụng này rồi thì các bạn không cần phải cài đặt. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện trên cái ứng dụng quản lý file này để cho các bạn có thể dễ dàng thực hiện. Thì sau khi các bạn đã tải về ứng dụng xong rồi thì các bạn mở cái ứng dụng này lên. Các bạn chỉ cần click cho phép để cấp quyền cho nó. Sau đó các bạn chỉ cần vào bộ nhớ trong của máy. Tiếp đến các bạn chỉ cần điều hướng đến tấm hình mà các bạn muốn thay đổi hình sẵn đấu hạng. Nếu như các bạn tải ở trên mạng về thì nó sẽ nằm ở trong cái mục là download. Hoặc nếu như các bạn tự chuột thì nó sẽ nằm trong cái thư mục là DC IMEI và nằm trong cái mục là camera. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một tấm hình để thay đổi ảnh đại diện và hướng dẫn cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần chọn giữ chọn cái tấm hình mà các bạn muốn thay đổi. Sau đó các bạn tích chọn vào dấu 3 chấm ở phía trên đầu. Các bạn chỉ cần click vào mục là chuyển đến hoặc là sao chép vào. Mình sẽ click vào chuyển đến. Các bạn click vào bộ nhớ trong. Sau đó các bạn điều hướng đến cái đường dẫn sau Android Data. Sau đó các bạn tìm đến cái thư mục là com.gagena.game.kgvn. Sau đó các bạn chọn file. Sau đó các bạn chọn đến thư mục là CDN email. Và tại đây các bạn dán vào, các bạn chỉ cần click OK. Như vậy là tấm hình nó đã được dán vào trong cái thư mục này. Tiếp đến các bạn chỉ cần thoát ra, quay lại. Và các bạn vào lại cái bộ nhớ trong của máy. Thì các bạn vào lại cái đường dẫn mà hồi nãy các bạn đã copy tấm hình vào. Các bạn vào Android Data com.gagena.game.kgvn. Bạn chọn vào mục file. Và vào mục CDN email. Thì đây là tấm hình hồi nãy mình vừa mới sao chép. Sau đó các bạn chỉ cần tìm đến cái thư mục có ký tự sau. Các bạn click vào cái hình mũi. Các bạn click vào cái hình kiến lúc ở góc phía bên tay phải. Các bạn nhập cái từ khóa là 9FA5F3 DAE. Tìm kiếm. Thì đây là cái tấm hình của vị tướng Liên Đích, cái hình nền sẵn đấu hạng. Thì các bạn chỉ cần nhấn giữ cái file này. Sau đó các bạn click vào cái dấu 3 chấm ở góc phía bên tay phải.
trên đầu như các bạn thấy. Các bạn click vào mục đổi tên. Tại đây, các bạn chỉ cần nhấn giữ và sao chép cái tên này. Các bạn click sao chép. Thì sau khi các bạn đã copy cái tên xong rồi thì các bạn có thể xóa cái tấm hình này đi. Hoặc là các bạn có thể sao chép ra cái bộ nhớ tạm của máy. Còn trường hợp nếu như các bạn không thích cái tấm hình mà các bạn đã thay đổi thì các bạn có thể khôi phục lại cái tấm hình này của vị tướng Liên Kích. Sau khi sao chép xong rồi thì mình sẽ xóa cái tấm hình này luôn nha. Mình sẽ click vào cái thùng rác để xóa. Xóa vĩnh viễn. Ok. Sau đó các bạn quay lại và các bạn chọn vào cái tấm hình mà hồi nãy các bạn đã sao chép. Các bạn nhấn giữ. Các bạn tích chọn vào cái dấu ba chấm ở trên đầu. Và các bạn click vào mục đổi tên. Sau đó các bạn chỉ cần thay đổi cái tên này. Các bạn xóa cái tên này đi. Và các bạn dán cái tên hồi nãy các bạn đã sao chép. Các bạn click OK. OK, như vậy là đã thành công rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vào lại. Game để kiểm tra xem nha. OK, thì bây giờ mình sẽ vào lại sảnh đấu hạng. Đó thì như các bạn thấy thì sảnh đấu hạng đã được thay đổi bằng một cái hình nền khác. Thay cái hình nền của vị tướng Liên Kích bằng cái hình nền bất kỳ mà các bạn thích. OK, như vậy là TechHow đã hướng dẫn xong cho các bạn cách mod hình nền sảnh đấu hạng của Liên Quân mùa 11. Thì nếu như các bạn thấy thích video này thì các bạn hãy đừng quên cho mình một like cũng như là chia sẻ video này cho bạn bè. Đừng quên đăng ký kênh TechHow của mình để xem nhiều video mới và những kiến thức thuật mới hàng ngày. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình và xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.